nhất kinh bạch nghiệp thiên tương đại vạn lý trường phong lục hải bình nghĩa là hai tay ngang dọc xoay trời đất muôn dặm sông pha dẹp bể yên câu thơ ca ngợi của ngự sử đỗ duy diễn đã nói lên phần nào sự ngưỡng mộ của nhân dân đương thời dành cho bùi viện ông được đánh giá là nhà ngoại giao việt nam đầu tiên đặt chân sang mỹ tìm đồng minh giao hiếu ông cũng được coi là người có công trong việc sáng lập ra cửa biển hải phòng Tiền thân là Bến Ninh Hải, sự ra đi đột ngột của ông làm sức mộng cường quốc đại nam giang dở. Lịch sử ghi chép, Bùi Viện qua đời đột ngột ở tuổi 40, trong khi đó ông là người cường tráng, không bệnh tật, không ngốm đau. 145 năm sau sự ra đi của một đại thần, cho đến nay sự ra đi ấy mới dần sáng tỏ. Khi tìm hiểu về vị quan thanh liêm nhất mực của triều đình nhà Nguyễn như Bùi Viện, có thể nhiều nhà sử học chỉ quan tâm đến thân thế, sự nghiệp sang Hoa Kỳ kết mối bang giao, đồng minh hòa hiếu và đánh giá bùi viện ở một góc nhìn khác khi văn thần làm võ tướng. Cùng với đó là tầm nhìn khi xây dựng cảng Hải Phòng, lập đội tuần dương quân, thu phục hải tặc Trung Hoa. Thế nên, sự ra đi của ông suốt hơn trăm năm chìm vào bí ẩn. Nhiều người cho rằng có thể bùi viện ra đi vì một căn bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên, qua những ghi chép và những lời dặn dò của người trong họ bùi truyền từ đời này sang đời khác mà ông bùi luật đang cất giữ tại từ đường họ bùi ở thôn trình trung tây thì sự ra đi của sứ giả việt đầu tiên đến hoa kỳ mới dần sáng tỏ sau hai lần đi hoa kỳ cầu viện bất thành trở về nước được vua tự đức tin dùng bùi viện đã tổ chức thành công tuần dương quân khiến cho uy tín ngày một dâng cao những thành quả của Bùi Viện chẳng những đè bẹp được cuộc vận động phản đối của phái bảo thủ mà còn làm tăng uy danh triều đình Huế trước thế lực thần thực dân Pháp. Qua một số tài liệu mà ông Bùi Luật cung cấp, những người bạn đồng liêu và nhân dân đường thời đã ưu ái dành cho ông những lời ngợi khen. Chức vụ đương kim suy tuấn kiệt, thành công tự cổ xuất thư sinh. Câu đối ấy của biện lý la ngạn mà tạm dịch là biết việc phải chăng trang tuấn kiệt, thành công xưa vẫn bậc thư sinh. Theo ông Bùi Văn Nghệ và nhà báo Bảo Vân, hậu duệ đời thứ 12 của tộc Bùi thì hôm ấy là ngày mùng 1 tháng 11 năm tự đức thứ 31, tức năm 1878, ngay mà Bùi Viện vĩnh viễn ra đi, bỏ lại sau lưng một sự nghiệp vĩ đại không người thừa kế. Cả ngày hôm ấy, ông vẫn mạnh khỏe, nhưng đến chập tối, ông kêu đau như khắp mình mẩy và đến nửa đêm thì mất. Tuy nhiên, Tiến sĩ Bùi Tiên Khôi là cháu đời thứ 12 của tộc Bùi, tức là cháu bốn đời của Bùi Viện cho biết, ngày mùng 1 tháng 11 năm tự đức thứ 31, tức năm 1878, Bùi Viện đi dự tiệc, tòa khâm sứ Pháp mua chuộc kẻ hầu rượu, bỏ độc dược vào thức ăn, đồ uống. Khi đến tư dinh, Bùi Viện kêu đau bụng dữ dội và ra đi ngay trong đêm đấy tại Huế. Bà Cao Tổ, kế thất của ông Bùi Viện, được ông chăn chối, hãy trốn đi ngay để tránh cái họa nhổ cỏ tận gốc của kẻ thù. Nên đã đưa con là Bùi Tình vào lánh nạn tại Bình Định, lập ra nhánh mới cho họ Bùi từ đấy. Cũng theo tiến sĩ Bùi Tiên Khôi, thì năm 1875, chính phủ Pháp cử Rinet làm khâm sứ ở Huế. Rinet đã ra sức điều tra tất cả những nhân vật yêu nước của triều đình Huế và đại trình về Pháp với đề nghị phải loại trừ Bùi Viện Rinet viện dẫn hòa ước năm 1862, hòa ước nhượng đứt ba tỉnh Nam Kỳ cho Pháp, có đoạn. Hệ nước Việt Nam có giao thiệp với nước nào thì phải cho chính phủ Pháp biết và khi nào muốn nhường đất cho nước nào phải tùy ý nước Pháp thuận mới được. Thế mà triều đình Huế đã cử bùi viện qua Mỹ hai lần, năm 1873, 1875 để bí mật xin viện trợ quân sự, kinh tế chống Pháp. Rinet yêu cầu triều đình Huế cắt chức bùi viện, triều đình Huế chẳng những không nghe theo mà còn lạnh nhạt, thù hận Rinet ra mặt. Trong không khí ngột ngạt, khó thở đó, Rinet đã cáo bệnh về Pháp sau một năm ở Huế và Philatres qua thay. Philatres tiếp tục mật trình về Pháp những hoạt động phát triển của tuần dương quân và yêu cầu ám sát bùi viện, một trở ngại lớn trong cuộc xâm lăng toàn cõi Việt Nam. Đề nghị của Philatres được Rinet, người tiền nhiệm khâm sứ Pháp tại triều đình Huế đang làm việc trong chính phủ Pháp, nhiệt liệt tán thành và hỗ trợ do đó lệnh đã được chuẩn y. Ngay sau sự ra đi của Bùi Viện, tuần dương quân Việt Nam tan rã, Rinet được thăng thưởng và trở lại Việt Nam ngày 14 tháng 5 năm 1879, tái nhậm chức khâm sứ Pháp tại Huế thay Phi Chết. Triều đình Huế mà trực tiếp là vua tự Đức vô cùng phẫn nộ trước sự ra đi của đại thân Bùi Viện nên Phi Chết phải xin rời khỏi Huế. Tuy nhiên, lại có một thuyết khác nói Bùi Viện ra đi không phải do thực dân Pháp đầu độc mà do các định thần của triều đình Huế tiến hành việc ấy được viện dẫn trong cuốn sử tộc bùi như sau khi ở Hoa Kỳ về Bùi viện Tâu vua nên theo người sửa đổi nền văn học của nước nhà cho thực tế hơn và trình bày những tiến bộ cơ khí của các nước văn minh mà nước nhà cần cho nhân tài đi học hỏi nhiều nhưng lúc vô quan hội bàn thì số đông cho rằng bùi viện tâng bốc người kém đề cao những gì mình đã có trước sức ép của số đông tự đức đã phải khước từ những đề nghị của bùi viện đặc biệt khi bùi viện được vua giao trọng trách xây cảng hải phòng lập tuần dương quân đã được quyền tiền trảm hậu tấu bởi thế khi tiến hành vào việc những tiêu pha tốn kém là không tránh khỏi bùi viện đã phải đề nghị kho bắc hà chi tiền để khỏi lỡ việc công khi hồi kinh ông tấu trình sự việc và được vua khen là có tài quyền biến biết tùy cơ lo liệu thế nhưng nịnh thần đã tố cáo và cho rằng bùi viện lợi dụng việc công để biển thủ công quỹ của triều đình vậy là sau bữa sự tiệc tại triều đình khi về đến tư dinh thì bùi viện đau bụng dữ dội và có dối lại đôi lời cho người nhà rồi tắt thở sau khi bùi viện qua đời triều đình lập một ủy ban điều tra sản nghiệp của ông kết quả là năm gian nhà bùi viện thèm vách lở thêm vì mưa nắng cột keo siêu vẹo không có chi gọi là tư sản lúc này vua tự đức mới kiên quyết phê xá những việc đã qua, nghĩa là 36 vạn quan tiền do kho miền Bắc đã xuất ra được chính thức coi là để chi cho việc quân cơ. Bùi viện ra đi, các nhân viên nha tuần hải phúng ông khi cử hành tang lễ. Dưới trời chỉ có người kỳ tài mới làm được những việc mới lạ. Những kẻ kiến thức tầm thường nếu được ở trong cửa những người đó cũng là một việc đáng mong mỏi lắm rồi huống chi lại được trực tiếp can thiệp đến những việc lớn của nhà nước là ngoài chỗ mọi người có thể lo liệu được chúng tôi bàn riêng với nhau được thấy những chuyện lạ cũng là một việc sướng trong đời khi ông mất thanh đoàn gồm hàng trăm người trước kia là cướp biển gốc hoa đã kéo về tận làng trình phố thái bình quê của bùi viện để khóc và cúng tế ông với bức chướng thiên tài nhất ngộ nghĩa là ngàn đời mới gặp một người sau đó họ giải tán để lại theo đường cũ không chịu phục tùng người nào khác ngoài bùi viện